Như vậy là loạt trận thi đấu quốc tế đã kết thúc và các giải vô địch quốc gia sẽ quay trở lại vào cuối tuần này. Khi đó Arsenal sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trước Everton, nơi họ chỉ thắng có 2 trong số 11 chuyến làm khách gần đây nhất tới Goodison Park tại Premier League. Nhưng đó là câu chuyện của ngày Chủ nhật. Còn bây giờ hãy đến với những tin chính sẽ có trong bản tin ngày 15 tháng 9. Đừng quên like video, đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của chúng mình. Cập nhật tương lai Martin Odegaard. Hé lộ thương vụ Jorginho, Fenerbahce. Arsenal nhắm mua thêm hậu vệ. Chuyên gia bật mí vụ Partey Juventus. Rõ trung phong số 1 ở sân Emirates. Arsenal trói chân đội trưởng. Theo tiết lộ từ ký giả Andrew Allen, bản hợp đồng gia hạn của Arsenal với đội trưởng Martin Odegaard cơ bản đã được hoàn tất. Mọi thứ dự kiến sẽ được công bố ngay trong tuần tới hoặc có thể là sớm hơn. Trong một chia sẻ mới đây trên Twitter Na Uy, cựu tiền vệ Real Madrid cũng khẳng định mình đang hạnh phúc tại sân Emirates và muốn gắn bó lâu dài với pháo thủ. Theo nhiều nguồn tin thì bản hợp đồng của Odegaard sẽ kéo dài đến năm 2028, đi kèm một mức lương mới thuộc top đầu câu lạc bộ. Chuyên gia khẳng định tương lai Jorginho. Nhiều suy đoán cho rằng Jorginho sẽ không còn chỗ đứng trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta kể từ sau khi xuất hiện Declan Rice và sẽ cân nhắc lời đề nghị gia nhập Fenerbahce. Tuy nhiên, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Cod Offside, ký giả Fabrizio Romano khẳng định tiền vệ người Ý chưa bao giờ có ý định rời khỏi sân Emirates, ký giả người Ý tiết lộ. Tôi đã biết rằng sẽ không có khả năng Jorginho rời đi để chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn cuối của phiên chợ hè sau một số đồn đoán về sự quan tâm của Fenerbahce. Người hâm mộ Arsenal rất muốn biết thêm về điều ấy, nhưng thành thật mà nói, từ tất cả những gì tôi nghe được, Jorginho chưa bao giờ gần với việc chuyển đến giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè này. Đó không bao giờ là một lựa chọn, cậu ấy vẫn ở lại Arsenal. Cũng theo tờ Cod Offside, nhật báo này nhận định tân binh David Raya vừa gây ấn tượng mạnh mẽ với ban huấn luyện trong những buổi tập và vì vậy quyết định trao cơ hội cho tuyển thủ người Tây Ban Nha đang được cân nhắc. Bên cạnh đó, trước tin đồn Juventus quan tâm đến Thomas Partey để thay thế cho Paul Pogba, người có thể bị cấm thi đấu từ 2 đến 4 năm do sử dụng chất cấm, nhà báo Fabrizio Romano cũng đã lên tiếng tiết lộ về sự việc này. Trao đổi với tờ Cod Offside, ký giả người Ý nhận định. Tin nóng ở Ý lúc này về Paul Pogba, người đã chính thức bị trêu dò. Juventus đang quyết định xem họ sẽ hành động như thế nào trong tình huống này, bởi vì điều quan trọng là họ phải biết được điều gì đã thực sự xảy ra đằng sau một quyết định của tòa án chống doping Ý. Một số nguồn tin tại Ý đã báo cáo về khả năng chấm dứt hợp đồng với Pogba, nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tình huống của Pogba khiến chúng ta lại nhớ về những tin đồn về Thomas Partey và Juventus, dù đã có không ít những cơ hội để thương vụ này xảy ra trong mùa hè vừa qua. Cậu ấy có tên trong danh sách mục tiêu của Juve, nhưng họ không thể trả từ 45 đến 50 triệu euro. Arsenal cũng không muốn bán đi Partey sau khi xem xét khả năng này ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng. Hiện tại mọi chuyện rất yên tĩnh. Arsenal cân nhắc phương án dự phòng cho Saka. Nico Williams đang có màn thể hiện xuất sắc trong màu áo của Athletic Bilbao mùa trước và đoạn đầu của mùa này. Điều đó khiến anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở đợt FIFA Days tháng 9 vừa qua. Nhiều câu lạc bộ ở Premier League bao gồm Liverpool, Arsenal hay Man United đều thể hiện sự quan tâm đến chân trời cánh 22 tuổi. Tuy nhiên, Barca được cho là đã liên lạc với người đại diện của Nico Williams, Felix Tainta, khi họ có để mắt đến tiền đạo này theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Các báo cáo của tờ Diario Sport chia sẻ phía Bilbao biết tất cả những sự quan tâm từ Barca. Họ sẽ cố gắng tránh động thái tiếp cận của đội bóng này bằng cách gia hạn hợp đồng với Williams. Cầu thủ sinh năm 2002 chuẩn bị được đội bóng Sivas đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm dù chưa rõ ý định của anh là như thế nào. Trong bối cảnh đó, những đội bóng ở Premier League vẫn chưa có một động thái cụ thể cho thương vụ này. Arsenal đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh phải để xoay vòng với Bukayo Saka và họ đã đưa Nico Williams vào danh sách mục tiêu. Lý do Declan Rice lập tức chơi hay tại Arsenal. Sau khi chuyển đến đầu quân cho Arsenal với mức giá khổng lồ, tiền vệ Declan Rice đã nhanh chóng cho thấy giá trị của mình tại đội bóng mới. Chia sẻ trên trang Betting Expert, cựu danh thủ Mikel Silvestre cho rằng việc Rice vốn đã thích nghi với môi trường tại Premier League khiến anh không gặp phải quá nhiều trở ngại khi đến với pháo thủ. Anh nói: "Tôi không ngạc nhiên về sự thích nghi của Rice vì cậu ấy hiểu rõ Premier League. Cậu ấy rất thông minh
và đã từng đối đầu với Arsenal rất nhiều lần. Không phải như những tân binh đến từ nước ngoài, Rice dễ dàng hòa nhập với một đội bóng hàng đầu giải và chơi tốt. Tôi không ngạc nhiên, nhưng cậu ấy đang làm rất tốt công việc của mình. Pháo thủ theo sát một thương vụ cho tương lai. Trao đổi với tờ Kotopside, ký giả Fabrizio Romano đã xác nhận về mối quan tâm của Arsenal dành cho trung vệ người bờ biển Nga, Ousmane Diomande. Theo đó, pháo thủ đã có động thái tiếp cận cầu thủ đang thuộc biên chế của Sporting Lisbon. Tuy nhiên, đại diện Bologna đã từ chối bởi họ chỉ chấp nhận chia tay Diomande nếu như điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 68 triệu bảng được kích hoạt. Trao đổi với những tin đồn xoay quanh Diomande, ký giả Fabrizio Romano khẳng định Arsenal vẫn đang theo dõi trung vệ này như một mục tiêu tiềm năng cho tương lai. Tôi được biết Diomande là cầu thủ mà Arsenal đã theo dõi từ lâu, nhưng không chỉ có Arsenal, có 3 hoặc 4 câu lạc bộ cũng đang theo dõi anh này cho tương lai, nhưng chưa bao giờ có một cuộc đàm phán nào vào mùa hè vì cậu ấy không phải để bán. Rõ tiền đạo số 1 tại Arsenal hiện tại. Theo quan điểm đến từ Gabriel Abolajo, nếu cùng lúc đạt được thể trạng thể lực tốt nhất, Gabriel Jesus thực sự là một cầu thủ giỏi hơn so với Eddie Nketiah. Vì vậy, cựu tiền đạo của Aston Villa cũng cho rằng Jesus nên được đá chính trong chuyến làm khách đến với sân Everton sắp tới đây. Abolajo đưa ra quan điểm: tôi nghĩ cậu ấy là số 1 ở Arsenal. Khi Arteta đưa Gabriel Jesus đến câu lạc bộ, có lẽ ông ấy đã nghĩ rằng đây sẽ là vị trí tiền đạo số 1 của mình. Jesus đã gặp vấn đề về chấn thương, nhưng khi cả hai cầu thủ đều khỏe mạnh, Jesus là cầu thủ xuất sắc hơn so với Nketiah. Có thể là Nketiah dứt điểm giỏi hơn hoặc là đánh đầu, ghi bàn giỏi hơn, nhưng Jesus làm được rất nhiều việc cho Arsenal. Cậu ấy thoát khỏi sự đeo bám của hàng hậu vệ đối phương, tiến vào khoảng trống, tạo ra nhiều cơ hội cho Martinelli và Saka. Vì vậy, tôi nghĩ trong trận đấu tiếp theo của Arsenal, làm khách trên sân của Everton, Jesus phải vào sân và đá chính. Smith Rowe xứng đáng được trao cơ hội. Chứng kiến phong độ tệ hại của Kai Havertz từ đầu mùa đến nay, người hâm mộ đã kêu gọi huấn luyện viên Arteta trao cơ hội cho Fabio Vieira và phần nào đó là Emile Smith Rowe. Mặc dù chỉ sở hữu 4 đường kiến tạo trong 2 mùa giải gần đây nhất tại Premier League, tuy nhiên điều này chủ yếu là do Smith Rowe phải ngồi dự bị và dính chấn thương quá nhiều. Nhận xét về Smith Rowe, cựu danh thủ Jamie Carragher đã cho biết: tôi yêu chàng trai này, tôi muốn thấy cậu ấy thi đấu tốt và xem cậu ấy thể hiện màn trình diễn tràn đầy năng lượng với quả bóng dưới chân. Cậu ấy là cầu thủ tận dụng quả bóng thuộc top giỏi nhất ở Premier League. Ngoài khả năng đi bóng ra, Smith Rowe còn vượt trội hơn Kai Havertz ở câu ghi bàn. Trong mùa giải 2021-2022, mùa giải ấn tượng nhất của Smith Rowe cho đến nay, anh đã ghi được 10 bàn thắng. Trong khi đó, cựu tiền vệ Chelsea vẫn đang chật vật để tìm bàn thắng đầu tiên cho pháo thủ ở Premier League. Tân binh mùa đông ngạc nhiên với cách truyền lửa của Arteta. Jakub Kiwior gia nhập Arsenal với giá 21 triệu bảng từ Spezia trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua. Anh đã có 10 lần ra sân cho pháo thủ cho đến nay, trong đó có 2 lần ở mùa giải này. Cầu thủ người Ba Lan vừa mới tiết lộ về những cuộc nói chuyện kỳ lạ với toàn đội của Mikel Arteta. Điều đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu All or Nothing. Cuộc nói chuyện đó chứng kiến ông thầy người Tây Ban Nha sử dụng phương pháp kỳ lạ khi dùng bóng đèn để động viên các cầu thủ trước trận đấu với Brighton vào tháng 4 năm 2022. Chia sẻ với đài Sky Sports về những cuộc nói chuyện nói trên, Kiwior bày tỏ: nó rất khác với những gì mà tôi đã từng trải qua. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ kiểu này trước khi bước ra sân. Đó chắc chắn là điều mới mẻ đối với tôi. Tôi khá ngạc nhiên khi điều như thế này thậm chí có thể xảy ra. Một huấn luyện viên có thể nghĩ ra những khái niệm tương tự thế để định hình thái độ với toàn đội, với trận đấu ở trên mọi mặt trận, mọi thử thách nhằm tập trung suy nghĩ của chúng tôi. Cầu thủ Arsenal bị đánh giá thấp hơn Tottenham. Tottenham và Arsenal đều bước vào kỳ nghỉ quốc tế với phong độ khá ấn tượng khi chỉ kém đội bóng đầu bảng Man City 2 điểm. Nếu như Arsenal được đánh giá cao từ 10 giải trước, thì khởi đầu của Tottenham Hotspur dưới thời Andre Postecoglou khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Trong bối cảnh đó, cựu danh thủ Darren Ambrose tin rằng James Maddison đang có phong độ tốt hơn Martin Odegaard. Tôi nghĩ là Maddison đang vượt mặt Odegaard. Maddison đang là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League vào thời điểm này. Chúng ta đang nói về phong độ hiện tại, Maddison đang hay hơn Odegaard. Còn ở mùa trước, tất nhiên là Odegaard. Mùa này, với những gì mà Maddison đã thể hiện, cậu ấy là một trong 3 cầu thủ kể từ mùa giải trước đã đạt được cột mốc ghi 10 bàn và kiến tạo 10 bàn. Ở phong độ hiện tại, Maddison đang bay cao và Odegaard chưa thực sự bắt đầu mùa giải. Cậu ấy mới ở tạm ổn thôi. Tôi cũng sẽ đưa Romero vào trong đội hình. Udoje của Tottenham cũng đang có phong độ tốt hơn so với Zinchenko. Đó là một khởi đầu tốt đẹp
của Tottenham. Điều nuối tiếc của Arsene Wenger. Chiến tích Invincibles của Arsenal gắn liền với vị trợ giá Arsene Wenger đáng kính. Ông đã tạo ra một cuộc cách mạng cho pháo thủ trong suốt 22 năm ở câu lạc bộ. Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp còn đưa đội chủ sân Emirates tới 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 7 danh hiệu FA Cup. Mặc dù vậy, Wenger thừa nhận ông cũng đã có những điều tiếc nuối trong quãng thời gian làm việc với Arsenal. Ông bày tỏ trên chương trình Shimasays: "Tôi sẽ nói về cầu thủ rời khỏi Arsenal có sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, đó chính là Ashley Cole. Cậu ấy là người duy nhất tiếp tục và hoàn thành sự nghiệp của mình. Và việc để cậu ấy ra đi là điều hối tiếc nhất trong sự nghiệp của tôi tại Arsenal. Gần đây, chúng tôi có một cuộc gặp gỡ. Tôi rất vui vì cậu ấy đã tham gia. Tôi rất tiếc vì cậu đã rời khỏi đội bóng vào thời điểm đó. Tôi nhớ về nhiều cầu thủ xuất sắc đã rất gần với Arsenal. Ronaldo sắp ký hợp đồng với chúng tôi và Kanté cũng vậy." Bên cạnh đó, Arsene Wenger cũng đã cảnh báo rằng cuộc đua vô địch tại Premier League mùa này của Arsenal có thể sẽ bị cản trở bởi việc họ đã trở lại với Champions League. "Tôi cảm thấy Arsenal đã đầu tư rất nhiều trong 4 năm qua. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng đó là những cuộc đầu tư rất ổn. Họ vẫn là một đội ngũ trẻ với tài năng. Tôi nghĩ họ đã học được những gì đã xảy ra với họ vào năm ngoái. Lúc này, Man City đã mất De Bruyne vào trong một khoảng thời gian dài và cả Gundogan, một cầu thủ rất quan trọng. Vì thế, Arsenal có thể tận dụng lợi thế đó. Dù vậy, Arsenal sẽ phải đối mặt với sân chơi Champions League nên điều đó có thể sẽ khiến họ đánh rơi điểm số tại Ngoại hạng Anh." Arsenal chia tay giám đốc điều hành. Trang chủ Arsenal xác nhận giám đốc điều hành Vinay Venkatesham sẽ chia tay câu lạc bộ vào mùa hè năm sau. Ông sẽ từ biệt Arsenal sau 14 năm làm việc, trong đó có 4 năm giữ chức giám đốc điều hành tại sân Emirates. Ông này chia sẻ: "Đó là một quyết định khó khăn, nhưng giờ đã tới điểm tôi theo đuổi một thử thách mới. Giờ chưa phải lúc nói lời chào tạm biệt vì tôi sẽ tập trung cho công việc của mình tới ngày cuối cùng và hỗ trợ quá trình chuyển giao." Vinay Venkatesham đã gia nhập Arsenal vào năm 2010 và được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành vào năm 2020. Giới thượng tầng pháo thủ sẽ lên kế hoạch thay thế ông Vinay trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.